chính là gia chủ, là chủ nhân của bữa tiệc khang trang trong buổi trưa ngày hôm nay, anh Quang Văn Nam, chị Lò Thị Thương. Xin mời quý vị cho một tràng hòa tay thật lớn để chào mừng. Xin chào và cảm ơn quý vị ạ. Vâng, kính thưa toàn thể cô bác anh chị trân trọng và kính mến, trong cuộc sống ai ai cũng đều mong ước cho mình có một mái lá để che nắng che mưa, ai cũng mong ước cho mình có một ngôi nhà và có tiếng cười đùa của trẻ thơ, có vết lửa hồng ấm áp. Để làm được một ngôi nhà đó chính là một kỳ công mà không phải ai ai cũng có thể làm được. Vâng, đó chính là sự chắc chiêu và sự nỗ lực cố gắng của gia đình anh Quảng Văn Nam và chị Lò Thị Trương. Và ngày hôm nay đây, anh chị đã dựng cho mình một ngôi nhà thật là khang trang và đẹp đẽ cùng với sự góp sức của đại gia đình của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đây, ngày 22 tháng 12 năm 2023, tức ngày 10 tháng 10 năm Quý Mão, tại tư gia của gia đình hạnh phúc chúng tôi long trọng tổ chức lễ mừng tân gia đại sắc gia đình anh chị cùng với sự hiện diện của toàn thể quý vị. Đó là chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của đại gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không thể để quý vị chờ đợi thêm giờ phút nào nữa, cho phép những người thực hiện chương trình chúng tôi xin chính thức được tuyên bố lễ mừng tân gia đại sắc của gia đình anh Quang Văn Nam và chị Đào Thị Thương xin chính thức được bắt đầu. Xin quý vị chúc một tràng pháo tay thật lớn này, chúc mừng. Vâng, cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã gửi đến đại gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và được sự ủy quyền của đại gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay thì cho phép thanh chính xin gửi tới toàn thể của bác anh chị và đời sự cảm ơn chân thành đã không quản đường xá xa xôi, bất chấp thời gian và ngọc của mình để trở về đây chung vui với đại gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Sắp phải nào qua mẹ phi nòng bản cuốn hạc ba nơi bản hồn ba sông khỏi tổ chư các thị chính chú bản trà xã Tình An huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên mới đi của những ngày mát tàng là của mía ý ai mới đi cho ba máu còn cho chi tô khỏi cái hết thỏ chiêng chi tu đường trường của chư đi chi bí thư của chư khoảng chi vật trang đến sàng là bản mốc ấn mặc hồng sử chiêng xuân bí trần rộng sớm nở của mẹ năng tiền thảo chiêng xuân mai thành liền tuổi phòng sao giảm sao cờ ba hai lì khuất xuống cổng đường phà các lò trường đất hát vô kỳ mò minh sâu dần dì cứ hết mở làng ồ vì tiếng lại sư bài vằn mứa ông tiến bành trên hết làng thần là sừng nằn lò chờ chẳng ngắm lại vương cùng chờ đúng trong lò phía lúc đàn dườn chẳng sức hờn lại mở lất khẩu lên lò phải co chẳng ngắm phải xây hơn làng quảng chẳng cánh sảng hất khăn dòng tánh đèn vàng hát lì chẳng hè bà phải hà mưa bên lầy xưởng chẳng chọc nặng mưa lì mưa sát sòng cam vườn xin hết vì sòng quát bài sát sàng chẳng hè bà tổ chức đánh là hít không chẳng đánh hát gần mắt non đánh con cần bất rú che ba lại cá lò sò mỡ ẻo qua mẹ phía nòng bản quảng hâu sòng bản xả na mắc kèm tòm và buồn hở của mẹ ý ai mới đi khỏi tổ với mi hàng ngần xưa mi chấn đảo hòm lưng tàng pháp hảo hẳn sò chấp băng trong bùn hở qua mẹ phía nòng bản quảng hâu là hảo hẳn bản dân mướn bì sền cầu nhưng thầu nhưng buồn đi không biết kẻ hại phát trở khổng đứng lâu qua mẹ phía nòng bản quảng hâu nào. Dạ vâng, xin mời lễ tân của đại gia đình chúng tôi sẽ mang những chén rượu đồng lên cho đại gia đình ạ. Vâng quý vị ơi, quý vị hãy rót những ly rượu nồng của quý vị đây đi ạ. Quý vị ơi, quý vị rót rượu ra đi ạ. Quý vị hãy ra sao giới thiệu của mình đây đi ạ. Vâng, để không khí càng thêm sôi động hơn nữa thì thân trọng kính mời quý vị hãy dơ cao chén rượu của quý vị lên và hô to cùng ban tổ chức được không ạ? Quý vị hãy cùng quan sát nhau, nếu mà quý vị nào mà không hô, không bắt nhìn theo ban tổ chức thì quý vị hãy cùng thưởng cho người nào mà không hô hai chén được không ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Vâng, chuẩn bị nhá. Ban tổ chức sẽ thông báo là 1, 2, 3, rô, 2, 3, uống, 2, 3, cạn, 2, 3, chúc mừng tân gia đại gia. Bye.
xin thật quan trọng là chúc mừng cho bốn ngân bà nọ hay là khỏi cái bà của mi ai cái sò chúc hầu chúc bài thảo yên ké và sò mi lù là mất tướng sở bàn mi là mất tướng sở hù sở bài ba là mất màn thầu sò mi nào mi na mất mi mạn mi bà tổ ô đông nồng mất màn bà đông na mất màn cáo cường ít tiền sửa đồng ít thầu dần điền chân nó có bè nơ thầu hàn nơ và thầu hàn mê nơ triệu đồng của chúng tôi đã khép lại lễ ra mắt của gia đình anh Nam và chị Thương xin chân.